Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là chiến binh tối thượng Dragon Ball nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Let's go. Thì mình có cày cuốc cái game này rồi anh em ạ. Anh em xem list anh hùng của mình đây. Mình đã có cấp 3 cấp độ SS. Rồi ôi, Super Saiyan. Cái là của hành tinh số bao nhiêu nhỉ? Không, trái đất thứ bao nhiêu nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Nói chung là đánh nhau ở trong cái đại chiến trên vũ trụ ấy. Dragon Ball Z gì đó, mình không nhớ lắm, lâu lắm không xem rồi. Thằng này thì quá ngon rồi, cấp độ SS anh em ạ. Đây là thằng SS đầu tiên của mình và mình đã cho lên cấp độ 60. Trang bị của nó thì nó sẽ được thêm, nó sẽ cầm thêm một cái vũ khí và cái vũ khí này đều được hết. Cái nào cũng được hết anh em ạ. Rồi, lực chiến sẽ được tăng lên khá nhiều. Có thể nâng cấp được anh em nhá. Và đây là đội hình của mình. Thằng này có lên được 6 sao cơ. Nhiều anh em bảo là ngày khỏe nên mình cũng sẽ cho nó lên. Đang luyện luyện lên tí. Goku thì dĩ nhiên rồi, sẽ cầm thêm gậy thiết bản. Gậy như ý, gậy thiết bản của Tôn Ngộ Không. Thằng này cũng sẽ cầm thêm đột phá cấp 60, cứ bình tĩnh bạn ơi. Mình đang dồn cho con 6 sao của mình. Mỗi thằng sẽ mang một cái gậy thiết bản cho nó khỏe. Đây là đội hình chính của chúng ta luôn đấy. Trang bị này nó chưa lắp bông tai vào nên nó hơi yếu một tí xíu. Đấy, như thế này là ngon rồi đấy anh em ơi. Cấp độ mình là toàn cấp độ SS, toàn cấp độ S này, quá ngon luôn. Rồi chúng ta sẽ đi đánh làm cho được nhiệm vụ nha anh em. Chiến thắng thí luyện thần điện ải 12. Không biết là ải bao nhiêu rồi. Đây lại có nhiều rồi. Quỷ lão tiên sinh Kame ạ. Đây là đội hình mạnh nhất mà chúng ta đang có thể được. Đội hình chuyên về sát thương, không cần hồi máu anh em ạ. Hồi máu để sau. Bọn này thì không phải đối thủ của chúng ta anh em ơi. Với những con tướng SS như cấp 3 6 sao S rồi. Bắn Kame 22. Trời ơi, như thế này thì ai đấu được hai Sonoku. Hai Sonoku, một Kalix cấp 3 và Android số 17. Rồi thì mình càng mạnh lên anh em ạ. Tiếp tục khiêu chiến thằng người sói. Nó bảo mình đánh đến màn số 12 đúng không anh em? Cứ đánh nhiều vào là được. Xong rồi treo máy. Ngày mai mình cố gắng mở thêm một tướng SS nữa anh em ạ. Mình có cái mảnh SS đi, khá là hay. Đánh đi bố cu, đấm nó. Rồi đấm xuyên tâm. Chết ngay. Chó sói à, thằng này đây là trên nữa là cái này phòng tập vượt thời gian gì đó đây. Đại Ma Vương Piccolo à? Chuyến ơi. Chuyến thôi bạn ơi. Có gì khó đâu, con này dễ mà. Đại Ma Vương Pocoli Piccolo. Ô Piccolo à? Đâu rồi? Piccolo đâu? Yamcha. Thằng này Nappa này. Piccolo đây. Thằng này là tiểu đội sát thủ này. Nhìn chung thì nó cũng không quá khỏe. Úi xôi, đấm này, đấm vỡ mõm Yamcha luôn. Yamcha với chúng tôi, Yamcha đâu? Lên nào bạn. Xôi ôi, đơn giản quá, quá thí luyện à. Không biết mình đã xong thí luyện thứ 13 rồi. Chỉ cần xong 12 thôi là chúng ta đã nhận thưởng luôn anh em. Tôi đang cần rất nhiều cái capsule này. Ở đây nha, cần rất nhiều capsule này luôn. Chuyến lệnh để làm gì? Thêm mảnh tướng cấp S à? Cũng được. Cái XP này cũng được anh em. Ok, chúng ta... Tôi đang cần lấy capsule để cho cái thằng này lên mà không lên được. 9.000... Ô, sắp lên đấy anh em ạ. Tôi cần khoảng 12.000 cái này này. Để tăng cường cái lực chiến của nó lên đấy. Rồi, thằng này sẽ cần lên. Anh em cứ bình tĩnh. Và thằng cấp 3 cũng cần lên anh em ạ. Mà thằng này hiện tại đang khỏe nhất của mình. Lực chiến của nó đang... Mà nếu thật ra so với lực chiến của Goku thì Goku vẻ khỏe hơn một tí. Mình không hiểu sao nữa. Goku đây cũng chỉ cấp S thôi mà. Chứ rồi sao dùng con Bulma ở đây? Nhầm ạ. Chúng ta nhầm rồi anh em ơi. Chúng ta làm nhiệm vụ ấy sẽ được rất là nhiều cái đá tiến hóa. Dạng kiểu vậy. Ok. Đấm nó nào. Đấm một mấy hát lên. Nhờn. Ok. Xong. Chúng ta sẽ quay lại. Và mình sẽ đánh bại một cái địch trong phần khiêu chiến đấy à. Rồi, đánh boss anh em ạ. Dạng kiểu khiêu chiến Cell à. Khiêu chiến Cell anh em nhá.
Đây là cái đội hình xuất chiến của chúng ta anh em ạ. Ôi, phải 10 người cả. Phải tất cả là 10 người mới được anh em ạ. Mới được đến hai đội hình hay là một đội hình? Khiêu chiến Seo. Ui. Cái này là 10 người đánh à? Hay hai đội hình đánh nhỉ? Mình không nhớ rõ lắm. À. Cái này là đánh từng đội hình một anh em nhá. Đánh Baby Seo. Bao giờ chết thì thôi anh em ạ, có nghĩa là team ta bao giờ chết thì thôi. Kiểu dạng này đánh đến chết thì thôi. Seo. Seo bỏ hung, Sen bỏ hung anh em ạ. Sen bỏ hung này rất bị cưng. Quay lại nào. Ờ, quà, tôi nhận quà đấy anh em ơi. Đây này, thêm mảnh gì đó nhưng mà có vẻ như quà không quá ngon. À này, này. Mảnh gì đây? Mảnh vũ khí anh em ạ, cái này là nó sẽ ra mảnh vũ khí. Nó không ra mảnh tướng à? Mình thích mảnh tướng anh em ơi. Không sao, đánh bại. Nhận thưởng này, thêm một thanh kiếm nữa. Chiến thắng thí luyện thần điện ải 20. Thí luyện thần điện ải 20 à? Ok, hiện tại đang là ải thứ 13 anh em. Không có gì khó cả, 20 ải chỉ nhanh thôi, mình có thể bỏ qua được luôn không nhở? Auto này. Nhưng không bỏ qua được. Không có phần bỏ qua. Cái này tốc độ nhân 2 rồi, tốc độ nhanh nhất mà chúng ta có thể ở trong này rồi anh em. Đấm phát nào, tốc độ nhanh nhất rồi đấy. Chúng ta phải qua cái ải thần điện này, ải 20 cơ, nhưng mà vấn đề là không vấn đề quá khó cho đánh được. Ôi, nhưng mà cái thằng này có 60 mà nó khỏe thế cả. Đến cái 80 mà không ăn thua luôn. 60 mà lực chiến nó gần bằng thằng 80 rồi. SS nó có khác nhỉ, hay mình cứ nâng cấp Max SS trước nhỉ? Hợp lý không anh em? Mình sẽ nâng cấp Max SS trước đi. 60 mà đang hơi yếu nhá. Phải nâng lên. Ôi, thằng này mà có 40 này. Nó thiếu nhiều nguyên liệu quá. Rồi, cứ bình tĩnh, nó sẽ cho người lên ngay bây giờ đây. Chúng ta đánh xong cái này đã, nhưng cảm giác hơi yếu. Đánh cái thần điện này hơi yếu, phải cho cấp 3 lên trước anh em ạ. Nha. Cho cấp 3 lên trước. 56 ạ. Úi giời ơi. Đang hơi yếu nhá anh em. Rồi quay lại cho thằng cấp 3 lên đi ạ. Cấp 3 em ơi, em sẽ được lên cấp đã. Cấp 3 đây, 60. Đột phá nào. Cần 10.000. Úi giời ơi, hết luôn anh em ạ. Úi giời ơi. Đột phá sẽ cần khoảng 15.000. Holy shit, nó cấp max là cấp 100 mà. Kết hợp với mấy thằng này cơ, kết hợp với thằng Vegeta Super Saiyan 2, kết hợp với Vegeta Super Saiyan cấp 1 thì nó sẽ kích hoạt cả cái duyên này này. Cũng được. Thế cũng được đấy. Tu luyện lưu anh em ơi, sẽ khỏe hơn, lực chiến sẽ khỏe hơn, HP cơ bản công. Cùi thế nhở? Không có nào mà nó tăng đồng thời cả ba cái lên nhở? Má ơi, thôi dừng anh em ạ, và sẽ dừng lại vậy. Thằng này 80 rồi, cho thằng nồi này cũng lên đi anh em ơi, đột phá đi. Ôi hết rồi. Nhưng mà hiện tại thì nó cũng đang khá khỏe. Chiến đấu tiếp nào anh em. Không phải cái này nhá, mà chúng ta thần điện, thí luyện thần điện trên này. Đánh nào. Mở xếp hạng 80 khỏe hơn khá nhiều. Và chúng ta cần phải 15 ngàn nữa thì mới có thể lên được. Phải cày thôi, chứ biết làm nào bây giờ. Không có cái nào khác, phải cày anh em nhá. Cày cuốc rồi. Kame Joko. Đấm nó nào. Xoài. Đấm thằng thần cò cho tôi. Mấy thằng thần cò có va vẩn, đấm cho tòe mỏ bây giờ. Ấy à, đấm nhau với tôi à, không được. Tôi đánh nốt cái phần này để nó xong cái nhiệm vụ nha anh em. À, có cốt đấy. Tôi này có cốt nha. Quên đấy. Tôi sẽ cóp cho anh em cái cốt. Nó là cốt tuần 401. 0401 có nghĩa là ngày 4 tháng 1 năm 2021 đấy. Mình vẫn nhớ nhầm, bây giờ nó 2020, chết dở. Hai bị đỏ chết rồi, ui. Nó lên khỏe thế. Không ai đánh cấp à? Đánh hàng sau ạ. Mày hàng sau thì mày chết rồi cưng ơi. Tầng 17 anh em ơi.
Mua 5 lần thần khí tốn 50 kim cương có mua không à? Mua. Đánh phải đánh chứ. Phải đánh chứ anh em, không đánh không được. Hình như là mình nên cho một thằng búp máu lên trước nhỉ. Hoặc có thanh niên nào đó tăng cơ kiểu dạng như là phản đòn ấy, nó hợp lý hơn. Trong này chẳng ai phản đòn này. Cấp 3 đang nhận rất nhiều sát thương anh em ạ, nhưng không sao. Cấp 3 rất là khỏe. Và mình nghĩ là sẽ lên được tầng 20 là hoàn toàn khả thi anh em ạ. Ôi đấm chúng tôi ạ. Rồi có lẽ mình ra ngoài nhập cốt đi. Cái này để đánh sau đi. Nó sẽ hơi bị lâu ấy, thì mất thời gian lắm. Đấm này, trời ok, hay đấy. Chúng ta sẽ quay trở lại nào. Quay về mình sẽ nhập cốt nha anh em. Đây, có một cái cốt mang tên là cốt tuần 0401 đổi keep close. Đấy. Thu được thêm 2.300 game. Cũng được anh em nha. Không nói quá tệ. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nha. Bye bye.